Theo tính toán sơ bộ, khối lượng vật liệu chủ yếu phục vụ dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu khoảng 2,9 triệu mét khối đất đắp nền, 0,5 triệu mét khối cát, 1,1 triệu mét khối đá. Giải bài toán vật liệu bằng cơ chế đặc thù, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chọn phương án mở những điểm mỏ mới. Các điểm mỏ đều nằm trong khu vực nhà nước quản lý ở thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức, vừa đảm bảo nguồn cung xuyên suốt, chi phí ổn định, vừa tạo mặt bằng cho quy hoạch sản xuất nông nghiệp sau này. Đối với vật liệu đá cho dự án, Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 90 năm 2022 của Chính phủ đối với các mỏ đá lô 3+4, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, diện tích 34,72 ha; mỏ đá lô 2B, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, diện tích 7,71 ha. Các mỏ hiện nay đã hết hạn khai thác và chưa cấp lại giấy phép. Đối với vật liệu đất đắp cho dự án, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thống nhất chọn khu đất khoảng 47,4 ha tại xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức. Đây là khu đồi cao do nhà nước quản lý, đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh quy hoạch đất triển khai dự án nông nghiệp công nghệ cao và chắc chắn phải hạ cao độ để tạo mặt bằng phục vụ quy hoạch nông nghiệp. Sau khi ban quản lý dự án ký hợp đồng xây lắp với nhà thầu thi công, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp phép khai thác mỏ vật liệu đất đá, áp dụng cơ chế đặc thù theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.